Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại channel của mình, và mình là Huy đây. Video ngày hôm nay mình sẽ xem TikTok mà dạo này mình nhìn thấy là các bạn đăng ký kênh mình rất ít. Bây giờ mình có 4% người đăng ký kênh và còn lại thì là 93% người chưa đăng ký kênh. Các bạn hãy đăng ký kênh hộ mình để mình có động lực đóng nhiều video nhá. Ok, thì còn bây giờ vào TikTok thôi. Get go. Các bạn học lớp mấy? Mình trước. Cơn gió cứ mãi cuốn trôi đi. Nghỉ hè xong các bạn học lớp mấy? Mình trước. Buồn này còn đâu đây? Năm tháng chưa phai nhòa. Tình dung ai bờ môi ai vài câu nói. Làm gió cuốn không tập mới các bạn ạ. Để mây nó trôi đi rồi em lãng quên tình tôi thì thôi. Xem là tập mới ra rồi. Trong lòng này lúc mà mình lên TV mình tìm bộ phim nó mới nó mới được. Còn đường này thiếu bóng một người không thấy em nữa. Sao thế nhỉ? Bà thích tim của người khác và thích bình luận của người khác có mà mình bị bay ạc. Bây giờ các bạn xem kênh mình nè, chị bay ạc nha. Bây giờ mình phải kiểm tra hộp thư đã, xem có bà ấy không mà thích bình luận mình không. Trời ơi, sợ lắm quá. May là chưa bà ấy. Bà ấy đi vòng quanh TikTok, bà thích bị tim người ta. Bà thù sợ lắm. Năm em chào mừng các bạn. Trời ơi.
đây. Hoàng Ma Phia, nếu được tặng 300 tỷ con sư tử, tôi sẽ giải mã bí ẩn của gì cái này chê rồi, loại về con số 369 vậy. Cho bố mẹ xem cái này nhá. Đừng có cho bố mẹ các bạn xem cái video này, các bạn đừng có nói như thế nha, bố mẹ các bạn tống cổ các bạn đấy. Các bạn nhớ nha, đừng có cho bố mẹ các bạn xem nha. Các bạn đọc thầm nó nha, chứ đừng, các bạn đọc nhỏ đi chứ đừng có đọc, đừng có đọc to lớn nha. Rồi, bố mẹ các bạn đi, nghe thấy bạn, các bạn biết phải làm gì đấy. Bố mẹ các bạn đọc nhỏ thôi, nếu mà đọc to thì các bạn biết rồi đấy, các bạn sẽ bị sao về bố mẹ rồi đấy nhá. When we in the beat, drop on me, fuck on me, yeah. That's up your IT, I'll do you dirty, yeah. Wish you could fuck on me, drop on me, yeah. When we in the beat, drop on me, fuck. Okay.
chưa đây đâu. Tắt đi ha. Rồi xa nhau, vẫn còn mang bên nhau. Chỉ là tao gọi bằng cụ thì ai cần mà tao gọi bằng cụ á. Con mày nhá. Đây bạn nhá. Đây bạn nhá. Đây bạn nhá. Chứ ra cái đấy à? Chứ ra cái sau đấy rồi. Trời ơi, tưởng ra rồi. Sợ. Ơ ra từ lúc nào rồi? Tính nhiên nó ra từ sau mấy rồi, bây giờ phải tìm cái video kia đã, cho nó muốn chưa ra được. Trời ơi, nó muốn chết chép. Rồi biết bà kia rồi. Mật khẩu level 5. Hello, chẳng được. Hello nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đóng thử cái chen này. Cái này sẽ làm kiểu gì? Chứ biết làm gì. À, soi. Ok. Cái này không thể làm nhanh được. Bọn nó thì làm nhanh được. Thôi khỏi làm cái này đi. Bạn bấm chú A. Đây là Thi Nhung Thi Chín. Đây là cái gì? Tôi không biết mà không cận tivi vang. Bấm vào khó nè. Xong đây đào. Cá mua tivi. Ôi. Ừ. Có thế nhỉ. Sao bạn làm dễ. Quá. Ai cực thứ 17 là khi bạn bị người ngoài ăn tin đuổi theo. Vai ra. Ừ. À. Trốn. 5 phát. Bắn mạnh 5 phát. Ui 2 cơ rồi. Ừ. Nổi tiếng nữa là Tây à. Ai Doraemon. Đây. Có chó gì đây? Đây. Ồ, chậm quá thôi. Cái gì? Kiều Trang. Ui giời. Người ngon nhớ. Người anh em nhớ kiểm tra. Thế bảo. Tôi biết hơi sống. Sống khá đẹp. Đẹp. Thích luôn ha nè. Đẹp phải thích luôn. Sim. Workshop. Sim. Nhất quả đất. Sao cậu lại dám khinh thường mẹ của mình chứ? Rồi mẹ quan trọng hơn. Mà bây giờ cũng khá muộn rồi. Bây giờ thì mình sẽ kết thúc video tại đây. Còn bây giờ thì bye bye.